mưa trôi cả bầu trời nắng chưa theo những nỗi buồn thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đành mất hy vọng lần đầu gặp nhau dưới mưa trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn tình cảm dầm mưa thấm lâu em nào ngờ mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào rồi lòng người đến vô tận trách sao được sự tàn nhẫn anh chót vô tình thương em như là em gái đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm đành phải buồn hết tất cả thôi nụ cười mím sâu bờ môi ấm áp dịu dàng vai anh em đã bao lần nghiêng giấc nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em lỡ dành cho anh rồi mây đen huyền thành bao dòng tố đan dần kéo đến trời non hào hước đang đợi mưa dần giống em ngày xưa mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lạnh tròn chị vậy là em mừng dữ lắm luôn á. Hay quá Lập ơi, em ca hay quá, anh nhảy cũng đẹp lắm. Dạ, trời ơi. Cái màn nhảy của anh Dũng với lại Thùy Trang cực kỳ ấn tượng luôn á. Chưa có mỗi cặp đôi nào nhảy đẹp được như vậy. Đúng rồi, mới lần đầu tiên nhảy mà nó chóng mặt á. Vững tâm lý lắm em mới hát được hết bài. Cái thương, cái sợ luôn. Dạ. Còn bây giờ, trò chơi tiếp theo của chúng ta là một trò chơi mà ở đây chúng tôi đòi hỏi cái kỹ thuật biểu diễn của các bạn. Ở đây đều là những diễn viên kỳ cựu, chỉ có mình Trang là không phải ngành diễn viên của chúng ta mà là người mẫu với lại hai em trẻ này thôi. Nhưng mà anh tin chắc rằng hai em và Trang cũng sẽ được các anh chị đây dìu dắt vượt qua cái trở ngại, cái thử thách này. Trò chơi có tên là diễn viên kịch cầm. Trò này rất là đơn giản, đội trưởng sẽ chỉ định một người đầu tiên bước lên đây đó. Và người đội trưởng đó, anh sẽ cho bạn ấy xem một cái từ khóa. Sau đó bạn sẽ quay xuống đồng đội của mình, diễn tất cả bằng hành động, không nói ra lời. Làm sao cho những người bạn của mình bên dưới đoán chính xác được cái từ khóa đó là gì theo cái chủ đề mà anh đã cho mọi người biết trước. Và ai đoán đúng cái từ khóa đó sẽ chạy lên thế vị trí của người bạn này chạy xuống dưới ngồi đoán, đoán đúng, chạy lên thế, thế xong chạy xuống dưới, cứ vậy thôi. Và một từ khóa mà các bạn đoán đúng, chúng ta sẽ có 5 điểm. Bởi vì đây là cái vòng thi thứ tư rồi cho nên điểm số rất là cao, cố gắng lên nha. Bây giờ thì tôi sẽ mời đội có điểm số cao hơn thi trước nha. Mời đội của Vũ Châu. Rồi, chủ đề dành cho chúng ta là cảm xúc. Rồi, xong luôn, xong luôn. Lên đường luôn. Xong luôn. Hơi khó nha. Khó cho nên nè, là các bạn cần phải diễn làm sao cho nó sâu nha. Đó. Ví dụ đi, tôi nói ví dụ đi, một cái tâm trạng bồn chồn giờ mình sẽ diễn tả anh sao anh Dũng? Bây giờ cái bồn chồn là mình khó diễn tả qua cái cảm xúc của cái khuôn mặt lắm. À. Bây giờ mình lấy hiện vật đi, thí dụ mình chỉ lên nóc nhà. Nó bồn vậy nè, cái mình con cũng chồn. Bồn chồn. À, trời ơi, vậy được luôn á hả? Hết, đó cũng là một cách nếu như mà các bạn có thể tách từ ra và diễn được nha. Rồi giờ Châu, em chọn ai trong đội của mình? Chắc em sẽ chọn anh Huỳnh Lập. Mời Huỳnh Lập. Dạ. Chuẩn bị trước ha. Chuẩn bị. Cho em coi trước á. Thời gian bắt đầu. Lo lắng. Lo lắng. Lên lên. Đây. Nghi ngờ. Nghi ngờ. Huỳnh Lập. Do dự. Phân dân. Suy nghĩ, suy nghĩ. Phân dân. Nhức đầu. Chán nản. Mấy từ, mấy từ. Một từ. Buồn. Chết rồi, đúng rồi. Tôi làm cái mặt buồn luôn. Sức giỡn. Sức giỡn mày nha. Lẹ lên, lẹ lên. Lẹ lên, lẹ lên. Khó nha. Lẹ, lẹ. Trời ơi.
Không suy nghĩ. Không phải. Mơ màng. Xa xăm. Xa xăm, miên man. Trời ơi. Suy qua đó. Đi, qua đi. Qua đi, qua đi. Qua tiếp, tiếp. Ghen. Chúng ta là em. Bất ngờ, bất ngờ. Ngạc nhiên. Ngạc nhiên. Ngạc nhiên. Thất thần. Không. Sao tới đó? Tiểu não. Chán nản. Thôi đi. Lập, lập lên, lập lên. Giận, giận. Quế tự. Trẻ trâu. Qua đi, qua đi. Qua đi, qua đi. Cảm xúc gì kỳ vậy? Giận tẩy, qua đi, giận tẩy. Ghét. Kinh bỉ đó tí. Còn hồi nãy là cứ... Kinh bỉ là phải vậy nè. Còn hồi nãy là cứ... Là lung tung đó. Trời ơi, lung tung là phải vậy nè. Lung tung phải vậy nè, đúng không? Đúng không? Thôi giờ mình sẽ nháp, mình sẽ nháp. Sẽ gì bà? Đang vui, sẽ nháp làm lại đi. Nhà tôi đâu có dư giấy đâu, xé hoài vậy. Mời về chỗ. Dạ, đúng như là Đại Nghĩa đã tiên đoán ngay từ đầu. Cái chủ đề về cảm xúc các bạn cũng sẽ rất là khó để diễn tả. Nó như cái từ mà miễn cưỡng. Quỳnh Lập cũng cố gắng làm dữ lắm. Tôi cũng miễn cưỡng tôi coi mà tôi vẫn đoán không ra đó. Cuối cùng thì đội của Vũ Châu, các bạn đã đoán đúng được 7 từ khóa, mang về 35 điểm. Ồ, 7 từ đúng không? 7 bộ. Xin mời Tân, em chọn thành viên nào phát pháo đầu tiên? Dạ, em xin chọn chị Ốc Thanh Vân. Mời Ốc lên đây. Chủ đề của đội mình á là chủ đề nghề nghiệp ha. Chuẩn bị 90 giây bắt đầu. Nghề nghiệp nha. MC. 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 Phóng viên. Phóng viên. Chính xác, mời Trang lên đây. Nhanh lên. Tài xế. Chính xác, Tân. Mấy từ, mấy từ? Cầu thủ đá banh. Cầu thủ bóng đá. Chính xác anh Bêu. Mấy từ nói nha. Rồi. Giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non. Chính xác. Trời ơi. Ủa chị nói gì vậy? Vậy 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 nè. Nhìn lên, nhìn lên. Qua luôn hả? Đừng có. Rõ thật. Nghề nghiệp nha. Bảo vệ. Thanh bóc. Vệ sĩ. Vệ sĩ. Võ sơn. Gì đâu vậy? Võ sơn. Ai kêu gan luôn. Cô gắng chịu. Chị ai đặn rồi nha. Cái đó là ta lỗi. Trời ơi, lẹ lên. Sao tôi chỉ cho tôi chết rồi. Bốn từ. Tiếp. Ai? Nhanh đi anh. Công an giao thông, công an giao thông. Đang lên. Xuống xe. Chính xác, nhớ lên. Lại bóng tay. Chưa, sai, sai. Lại bóng giò. Lại bóng giò. Thả làm móng. Chính xác, tôi hỏi anh. Hết giờ. Cái này là chị đó. Hết giờ. Tiếc quá. Cái từ khóa cuối cùng là cái nghề của Thùy Trang, người mẫu. À, anh ơi, xí xí, bây giờ có thể trừ 2 điểm bên kia không? Tại bên đây là gợi ý 2 cái từ. Ủa, đâu có được đâu. Cái đó người ta kêu là dạy thôi, sao chịu. Ai biểu cơm hớt. Chị ăn cho nhiều vô chi rồi chị giúp bên đội người ta. Tất cả là 8 từ khóa, chính xác 40 điểm. Và sau 4 vòng chơi của chúng ta, điểm số đã có sự thay đổi. Như Đại Nghĩa đã nói ngay từ đầu là luôn luôn có những cái điều bất ngờ diễn ra trong những đêm tiệc của Đại Nghĩa tổ chức. Và đội của Minh Tân bây giờ đã vượt lên với 54 điểm. Đội của Vũ Châu 50 điểm. Mời Châu đến đây với anh nào. Đó, theo đúng luật chơi của mình là sau 4 vòng đội nào thấp điểm hơn là chia tay với cái người đội trưởng. Đó. Em, hôm nay đến với đêm tiệc gặp gỡ với anh chị em nghệ sĩ, cảm giác của em thế nào? Em vui. Em vui mà mặc em vậy đó, em vui. Em đói quá à, cái anh kêu no nè. Trời ơi, anh xin lỗi em. Bây giờ qua bên kia nha, có nước uống nè, có trái cây nè, có bánh ngọt nè. Ăn trước bên đó giùm anh đi nghe, mình chơi tiệc ngọt đi, hơn mình làm tiệc mặn sao, chịu không? Ok. Cảm ơn em đã đến với chương trình, đến với đêm tiệc của anh hôm nay. Một tràng vỗ tay dành cho cô gái bé nhỏ của chúng ta nào. Mời em. Còn bây giờ
Nào các nam nghệ sĩ, đến với trò chơi cuối cùng của đêm nay, đêm tiệc cùng sao.